Chào các bạn. Hôm nay Chi Lâm gặp lại các bạn để chia sẻ một bài giáo lý về nghiệp quả. Các bạn thân mến, con người được sanh ra trong cõi hồng trần này thì không bao giờ không có nghiệp, vì con người còn trong dòng nhân quả luân hồi. Chúng ta không nên tự giới hạn cuộc sống bằng năm tháng, bởi vì cuộc sống vốn xoay tròn. Đó là một quá trình vô tận để ta có thể hoàn thiện bản thân. Đã là nghiệp thì mỗi chúng ta không thể tránh khỏi. Chúng ta sẵn sàng đón mọi thuận cảnh và nghịch cảnh một cách ung dung tự tại, không tránh né, không quá lo lắng. Chúng ta nên xem nghiệp cũ của kiếp trước chỉ là hành trang ban đầu khi vào đời, chứ không phải là tất cả, không phải là số mệnh. Nghiệp dữ tự đến rồi sẽ tự đi. Nếu trong đời sống hiện tại ta biết tu chân tích đức, sống có nhân, có nghĩa, có tình, có trái tim yêu thương, biết rung động trước những mảnh đời khổ đau bất hạnh, sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ gặp hoạn nạn, khó khăn, bế tắc. Quá khứ là điều đã qua rồi, giống như một giấc mộng. Cho nên ta không cần phải suy nghĩ là mình đã làm gì trong kiếp trước, mà phải nên suy nghĩ mình phải làm gì trong hiện tại. Hiện tại mới là điều quan trọng. Việc gì xảy ra cho chúng ta ở kiếp sau hoàn toàn tùy thuộc vào những gì ta đang làm bây giờ. Hiện tại là nhân, kiếp sau là quả. Luật nhân quả lấp dùi tánh đức, biết ngày nào gỡ dứt tiền khiên, trả dai, dai trả liền liền, nhân nào quả nấy, nghiệp duyên buộc mình. Phần trình bày của tôi đến đây xin hết. Chí Lâm xin chào các bạn và hẹn gặp lại.